Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm bọ cánh ca các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm bướm sắc màu nha các bạn ơi. Còn đây là sản phẩm ở video này của mình, bọ cánh cứng các bạn ơi. Xin chào bạn, anh em xin hỏi con sơ cu te nha. Và như vậy là nhân viên phục vụ mình đã tâm vào xong rồi. Để các bạn thấy đẹp và tiếng Anh. Em cho mình một like và đăng ký kênh của mọi người. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là chúng tôi đã tâm vào xong. Để các bạn thấy đẹp và tiếng Anh. Em cho mình một like và đăng ký kênh của mọi người. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con sơ cu te mình đã tâm vào xong rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là sản phẩm bọ cánh ca của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Vật nhỏ. Và đây là sản phẩm bướm sắc màu của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm bọ cánh cứng nha các bạn ơi. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào bạn, đây mình có một con nhiều sao. Xin chào tất cả các bạn nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con lặn béo các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm khủng long cu te các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Còn đây là sản phẩm con dê con các bạn ạ.
Vâng, như là chú này sâu mình đã tương vào xong nên các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Như vậy là nhân viên văn phòng mình đã tương vào xong rồi nên các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con sâu thông minh mình đã tương vào xong nên các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tư nhân viên phục vụ nha. Như vậy là sản phẩm con lặn béo của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Đây là sản phẩm khủng long cute của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Đây là sản phẩm con dê con nha các bạn ơi. Mình xin chào tất cả các bạn.